Rồi, hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Chào mừng em đến với kênh YouTube của Thắng Biker. Hôm nay thì mình lại tiếp tục tổng hợp cho anh em một số cái mẫu xe máy cũ ha. Xe máy cũ thì cửa hàng có rất là nhiều dòng xe, dòng xe số này, xe côn tay, xe tay ga anh em nhé. Thì đầu video thì cũng sẽ cập nhật lại thông tin địa chỉ cửa hàng để anh em có thể nắm được cái thông tin về cửa hàng nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ anh em có thể gọi trên Google Maps là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương nhé. Hoặc em không biết đường thì mình cứ inbox Zalo ha, cái số Zalo thì mình có ghi trên màn hình. Cửa hàng có mua bán trao đổi xe này, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp nhé. Trả góp em cầm theo căn cước công dân ha, từ 20 tuổi trở lên không nợ xấu ha, trả trước 30% giá trị xe đó. Anh chị em nào mà cần thông tin chi tiết xe nào cứ liên hệ trực tiếp số Zalo nhé, hoặc là mình đến trực tiếp để xem xe nhé. Đó. Rồi, đồng hành với mình hôm nay thì cũng có anh Tú sẽ cập nhật báo giá của mình nha. Hello anh Tú ha. Ok, chào Thắng nha, chào toàn thể anh chị em các bạn nhé. Mình với Thắng này tiếp tục cập nhật cái những cái mẫu xe mới về cũng như là những cái mẫu xe hiện đang có bên cửa hàng. Anh chị em có quan tâm muốn sử dụng mẫu nào thì cứ viết trực tiếp cho mình nhé. Rồi đầu tiên sẽ là một em Dream. Chiếc này nó là Dream Việt, thì, có dọn kiểng leng keng cho anh chị em chơi nhé. Chẳng hạn như cái yếm đó, hay cái đầu đèn thì nó mình đã lên trước, nó là cái đèn dài của Dream Việt á. Đó, nhưng mà cái đồ zin thì mình vẫn cất nhé. Còn ốc arc nó là cái ốc nguyên zin theo xe, cửa hàng có xì lại cho nó đẹp bóng cho anh em này, yếm là vẫn còn luôn chơi. nha. Nói chung là cái đồ zin của nó là còn nguyên, Còn nguyên luôn. Đúng Rồi, rồi, mình chỉ tháo ra để cho nó đẹp nó lật xe thôi. Nó là xe 207 đó, đăng ký 2012 nhé, đăng ký lần đầu 2012. Đó, máy móc máy thì thầm, móc xe thì đang thầm nổ luôn. máy đó, Êm ru luôn em nhé. êm ru. Với cái dòng 207 này thì khi anh em mà sử dụng xe nổ máy xe nó không có bị sôi máy đó, những cái dòng chờ chờ xíu anh đang quay Ok. Đấy, con này thì hôm nay anh để giá mấy? chiếc này thì sẽ để cho anh chị em và các bạn những cái mức giá là bằng 25 triệu 800 nhá. Đó, xe 258 nha. đúng rồi, Đó, 25 triệu ok. 8. Đó, con này biển Sài Gòn luôn. Còn phía bên này thì mình thấy là có S 155 đấy em nhé. S155 thì chiếc này nó là xe 2022, 29 triệu 800. Hôm nay mình sẽ có giảm cho anh chị em nào có nhu cầu sử dụng thì mình lên nhé. Nó Rồi, sẽ giảm 1 ok. triệu, sẽ là còn 28,8 anh chị em nhé. Còn 28 triệu 800. Đó. Cái mẫu xe này thì bên mình là vẫn bảo hành máy móc 6 tháng anh em ạ. Đúng rồi, xe nguyên zin, chưa có làm máy, chưa có gì. Và Rồi, xe hãng thì cửa hàng vẫn bảo hành cái động cơ cho anh chị em là bằng 6 tháng. ok. Đồng thời có tặng kèm nhớt cùng với cái nón để cho anh chị em lưu thông nhé. Đó, Đó, biển ok. số con này là biển số 73 của Quảng Bình, có biển số 73. khá là đẹp, Đấy. 423 số 9, Cái Tam Hoa. giá này là anh Tú báo là chưa bao gồm phí rút hồ sơ anh chị em nhé. Đúng Ok. rồi, anh chị em nào có nhu cầu rút hồ sơ thì liên hệ cho mình sẽ hỗ trợ anh chị em nhé. Đó. Rồi, bên này thì S150. Biển số 37, xe 2018, chiếc này nó là 17 triệu 8. Đó. Xe thì nó là máy móc nguyên zin rồi. Đó. 17 triệu 800. Cái nhựa mủ thì có sơn dặm lại một số chỗ nên cái Rồi, chiếc này nó cũng ok. rẻ thôi, có 17 triệu 8 thôi. 17,8 hay là Máy bô móc việc là zin luôn này. thì mình lên cái máy. Một số hôm là quay nó chặt Thì nên thầm. mình không có lên máy được, đó nó rất là thì thầm. Nó đo Máy 32.000 chuẩn. 32.000, máy móc rất êm em nhé. Móc thì thầm. Rồi bên Ok. này nó cũng là cái mẫu 2017, đó, biển số 68. Rồi. Order chiếc này nó là 34.000. Bự 34.000 cây, máy móc cũng rất là Order êm luôn. 34.000. Nói chung cái dòng 2017, 2018 thì nó sẽ là ngoài 30.000 là đúng rồi. Rồi, ok. Máy móc thì bao zin cho anh chị em nhé, nhựa mủ liền lạc có lên được cái tem I15. Rồi. Chiếc này bữa trước nó là 17 triệu 8 mà hôm trước mình mới thắng quay có giảm nó 16 triệu 8 rồi nhé. Còn 16,8 thôi, đăng ký 2017 này. Bên Rồi, này thì có Winner X, Winner V3, cái mẫu đen bóng anh chị em nhé. Mẫu này cũng rất là hot, cái bản CBS này. Bản chiếc này bản CBS thường này ha, đại nó V3. chỉ khác một cái là nó không có ABS thôi. Nó Rồi. còn khóa smart key chống trộm vẫn ok như là cái bản ABS anh em nhé. Chiếc này hiện tại giá nó đang là 25 triệu 8, hôm nay mình cũng có giảm cho anh chị em 1 triệu. Có 1 triệu để Là còn còn là 24 triệu 8, đó 24 triệu 800 đó. đã có Winner V3 máy móc bao zin cho anh chị em nhé. Bản V3 nhé, chiếc này là biển số 68 này Biển nha. số 68 Biển số xe cực kỳ 68 đẹp luôn á. 2022.
Ở đây, bên đây cũng là mẫu V3 đấy anh em này. V3 cái bản này nó là bản 2023 ABS luôn. ABS luôn thắng này. ABS khóa smart cây Xe rất đẹp, nguyên order bản luôn à. 22.000. 22.000 cây. Chiếc này thì đang có mức giá là 28.800.000 thì hôm nay mình cũng có giảm 1 triệu nữa là còn 27.800.000 nhé. Ok, hai mươi bảy triệu thu tám sẽ hay giảm 1 triệu. 27.800.000 27.8. Đó. Đó, biển 62, 62 Long An nhé. Long An. Còn mẫu V2 bên này em này, bên này có V2 chiếc bản này HRC. Đó là phiên bản đường đua HRC cho anh chị em này, biển số 69 Cà Mau. Xe 2022 order chuẩn của nó là bằng chiếc này nó là 19.000 nhé. ABS luôn này. ABS. Cái này để cho anh chị em với mức giá là 21.800.000 nhé. Đó, 218. 21.800.000. Chiếc này là nguyên bản luôn em nhé, zin nguyên bản luôn. Bản tem zin của hãng luôn nhé. Ok. Rồi cái dòng V2 CBS biển số 94. Đó, xe 2021 19.800.000, hôm nay mình cũng có giảm 1 triệu còn 18.800.000 cho anh chị em nhé. 18.800.000 ha. Chiếc này là chiếc màu đen bóng bản thường. Đấy. Ok. Chiếc này có lên đồ không? Chiếc này thì bô zin đuôi zin luôn. Nói chung là xe zin ha. Rất là zin. Có cái thay cái xi nhan, vì cái xi xi nhan nhan nó thôi. Là dài này này. Rồi. Đó. Thường là anh em mua xe thì rất hay thay ít chiếc mà để zin xe nhà nó hay quệt á. Chiếc này 19.800.000 này, đó, biển số 95, xe 2021 thì hôm nay mình cũng giảm 1 triệu cho anh chị em nhé, là còn cũng có 18.800.000 đồng giá mấy chiếc bên cạnh nhé. Chiếc này với chiếc này là 18.800.000 luôn anh em nhé. Đó, cũng là bán thường, hai chiếc này bán thường. Thường máy móc thì vẫn là bao zin máy anh móc chị hay em. Là bô bỏng là zin luôn, dàn chân ốc tán hay là cái vỏ trước vỏ sau đến, con này còn rất là 95, đẹp này, 95. Rất là cao. Biển số 95. Rồi sang cái mẫu Sonic. Mẫu Sonic thì như cái mẫu này nó là 28.800.000, hôm nay mình cũng giảm 1 triệu luôn cho anh chị em nhé. Nó là xe mẫu xe zin này là còn 27.800.000 cho anh chị em tham khảo nhé. Còn 27.800.000. Đấy. Máy móc thì mình vẫn là bao zin cho anh em. Ok. Đấy, thì thầm anh em nhé. Đó, máy móc bô bỏng zin luôn. Đấy. Mẫu xe zin rất là leng keng đẹp, dàn chân ốc tán cực kỳ là nói chung là luôn. Xe rất là cứng luôn anh em nhé. Đó là biển là số 86 nhé. 86 ha. Tôi sang bên này nó cũng là cái mẫu 2022 mà chiếc này order của nó cao hơn một chút nên mình cũng có bán thấp hơn một chút so với chiếc bên cạnh. Chiếc này nó có 26.800.000 thôi. Rồi. Cũng là cái mẫu xe zin, máy móc zin cho anh em. Đó. Máy đó thì thầm luôn anh em nhé. Máy móc 268 thôi. Bốc và êm. Ok. Zin thì nó phải êm chứ, zin mà nó lại kêu như kiểu giang sỏi ấy. Zin chả làm gì. Phải không? Rồi. Đây có Satia. Satia thì cái mẫu này 24.800.000 nó quá là hợp lý cho anh chị em mình có nhu cầu Satia này. 248 ha. Xe chiếc này có lên cái đồ gì không anh? Không. Xe zin luôn ha. Bộ bỏng đuôi được là zin luôn này. Nguyên bản nha. Nói chung là giá rất là mềm rồi anh em nhé. Số 60 của Đồng Nai, xe 2020, 24.800.000 thôi. 248, rồi. Rồi cái mẫu 2019 này. 2019 này thì nó cũng rất là đẹp. Đến 60 Đồng Nai. Cũng là 60 Đồng Nai. Trước này thì có lên được cái lọc gió trụ á. Lọc gió trụ thôi. Ok. Còn lại là nó là zin á. Nên cái lọc gió trụ thì khi anh em mình mà chạy thì nó rất thoáng. Ok. Nếu mà để xe mà vẩy ga thì nó sẽ có tiếng ò ò một chút. Đó, hôm nay 23 còn, triệu 8 thôi. 23.800.000. Dây đơ. Dây đơ thì chiếc này cũng lên sóng khá là nhiều lần rồi. Có 23 triệu 8 thôi. Chiếc này là xe là 23 triệu 8 này. 23 triệu 800. Xe này cũng là zin luôn anh em nhé. Cái mẫu này thì nó là rất zin. Biển 38 Hà Tĩnh nè. Cái bữa hôm mà lấy về là đổi về là mình lột keo trong á. Con này tức là lột keo ha, mới lột keo luôn nên mà dàn áo rất là đẹp anh em nhá. Đây. Khung sườn rồi góc kiệt này. Không có bể vỡ. Thường ba cái mẫu xe này nếu anh em mà va quệt nhẹ cái thôi là nó rất hay là đứt cái chân đèn này. Nói chung là cái xe trước, này có sau thế là còn dày cui luôn nhá. Ok. Đó, máy thì thầm luôn anh em ạ. Xe chưa có like đồ gì, thôi anh chị em mà có cái nhu cầu về mẫu này thì biết ngay cho mình nhé. Ok. Rồi, mình tiếp tục sang bên này để quay một số cái mẫu bên ở này, cái hàng bên. Có về thêm chiếc nào? Hôm nay có thêm ET 135 nữa. Đúng rồi. 150 chiếc này luôn đi. Chiếc này là 150. Cái này nó là đèn lên được cái chóa. Đèn bi cầu ha. Bi cầu. Đèn bi cầu luôn. Sáng bi cầu.
Nó là xe 2018, chiếc này là nó là 17 triệu 8 cho anh chị em nhé. 17 triệu 8 biển 83. À, 83 em nhé. Odo 48.000 nhé. Ờ, con này đi nhiều ha. Con này máy móc còn gì không anh? Xe thì máy móc là nó là máy zin cho anh em. Máy zin luôn. Đấy, bên trong này thì còn chiếc S35 nó 135 đấy nha. 135. Cái chiếc này nó là cái đắt cuối cùng rồi, 2014. 2014. Biển số 18 nó 13 triệu 8 thôi. Đó. Máy móc thì vẫn còn êm, zin. Ok, dàn áo cũng khá là cứng cáp liền lạc em nhé. Với những cái dòng xe này thì về lâu, cái thời gian nó khá lâu rồi. Mình bao zin cho anh chị em là không phải là bao về cái vấn đề cái bửng côn nhé. Rồi, bố nồi á, là khi mà chạy một thời gian nhất định thì tất cả những cái xe nó sẽ hao mòn, người ta sẽ phải làm cái bố nồi thôi. Còn cái cục máy của nó là máy zin. Ok. Đây, chiếc này cũng là Sakia luôn này. Ok. Sakia 2019 luôn à. Xe 2019, chiếc này Odo 57.000. Rồi, biển 61 nhá. Đấy. Đấy, máy rất là êm luôn. Biển số 61B1 20.800.000 cho anh chị em. Rồi, 20.800.000 ha, biển Bình Dương. Đây, có S150 mẫu đèn LED này. S150 LED bao khoang. Đó bên này bữa nay bên mình còn có duy nhất một cái chiếc này thôi. Rồi, đó, okay. Xe thì nó là xe biển 23 của Hà Giang, 23B1 nhé. Rồi. Anh chị em nào ở khu vực Hà Giang hay là ở trong này lấy đi vẫn bình thường, bởi vì rồi, cái biển số cà vẹt là lưu hành toàn quốc. Đó, này là 218 anh ha. 21.800.000. Đó, 218. Con này chân thì ốc tán rất là đẹp. Con này có lên con heo của giống của Rambo này. Đó, ra ngoài thì khá là đẹp luôn, liền là. Ha. Còn bên này, S150. Có mẫu 2017, cũng có 17.800.000, xe rất là đẹp. Đó, 17.800.000, con này thì biển 69 Cà Mau. 69 Cà Mau, có lên tên như là đẻ đồ chơi này. Đầy dầu. Đấy, cổ bô chống cháy, rồi heo dầu, đĩa. Rồi, ok. Rồi, qua một chiếc WinX bản V2. Cái bản này nó là mẫu 2019. Nói chung là 2019 này 2020 thì nó như nhau thôi. Một bản thôi ha. Năm đăng ký thôi. Rồi, ok. Chiếc này có 17.800.000, biển số 67. Đó, 17.800 thôi. Xe này thì mềm sơn lại nhưng mà nó hơi bị cái một chút. Rồi, con này bán rẻ hơn những chiếc khác nhé. Giảm sơn lại xíu ha, bản thường này. Mà giá cũng rất là mềm nhé, 17.800 thôi. Đó. Ngang một chiếc V1 ok. 2017. Rồi. Rồi, xe 2020 có biển số 61E1 Bình Dương nhé. Chiếc này nó là 21.800.000. Đó, 21.800.000. Bản ABS. Đây là cái ABS. Cái xi-gian nhan nguyên zin theo xe. Xi-gian con này thì nó lồi ra hơi nhiều xíu. Nên hơi bị quen lắm. Hay thay. Đó. Đó, có 21.800.000. 21.800.000 là có bản ABS V2 nhá. Rồi cũng là ABS, cái chiếc này có 20.800.000 này. Đó. Con này 20.800.000 biển số 66 66 của Đồng Tháp. 66 ABS luôn anh em nhé. Thắng ABS, xe cực kỳ là liền lạc nhé. Máy móc zin thì vẫn là zin. Đấy, ok. V1 hôm nay thì còn duy nhất một mẫu màu đỏ này thôi. Một chiếc V1. Xe cũng có giảm tỉa lại rồi, rất là leng keng cho anh chị em rồi nhé. Bởi vì những cái mẫu xe này nó từ 2016-2017 nó sẽ có chảy nhẹ. Ok. Đó. Thì chủ xe người ta sẽ giảm. Nhưng mà bây giờ mà tìm một cái xe zin như thế này nó sẽ không có giá 16-19 nữa mà nó phải... Rồi thì hôm nay mình cập nhật qua các mẫu xe máy cũ ha. Anh chị em nào quan tâm chiếc xe nào cần chi tiết hơn thì cứ liên hệ trực tiếp số Zalo trên màn hình nhé. Hoặc là mình đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương để xem xe trực tiếp nhé. Cửa hàng có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc và có hỗ trợ trả góp nhé. Trả góp em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên ha, không nợ xấu em nhé. Trả trước 30% giá trị xe. Đấy. Ok, thì hôm nay thì mình cập nhật qua một số cái mẫu xe máy cũ ha, còn rất là nhiều dòng xe khác nhé. Xe thì về hàng ngày liên tục luôn, nên anh chị em nào cần thông tin hơn về chiếc xe nào hoặc cần tư vấn thì liên hệ trực tiếp ha. Đấy, còn anh em đang xem đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông, mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm các dòng xe khác để em tham khảo sau nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em cái video tiếp theo ha.